sự kiện Tết OMG Ba Quy nhận nhiều quà hấp dẫn như thế này mà tiền đâu bây giờ? Sao nhở? Ở kể lại Tết rồi sao? Tâm lý như kiểu làm sao ý? Gì? Cái chi cũng cần phải chi. Này các bậc hiền nhân à, mấy nay nghe bảo là đang phớ, gửi bớt ra giùm em. Mấy nay đang nghèo, nào là tiền sắm, tiền mua, tiền điện, tiền nước, tiền wifi, nào là tiền vé bay về, em không điêu đâu, em thề. Nào là đào, mai, hạt dưa, hạt điều và những món hàng hiệu. Nào là áo, là nón, skin, em nạp, em đúc cho tướng em sành điệu. Gì đâu buồn huynh ơi, có mấy cung quà, chỉ cần mình cố gắng thêm chút thôi mà. Cả năm mình bôn ba cho Tết nhiều quà, tạm thời mình cho quà ra Tết huynh nhà. Giờ mình cùng ăn Tết, xuống vầy đầu xuân em say nắng bốc mây, gửi ngàn lời thương mến đón đây, tỏa hương bên nhau khắp trời mây. Anh em ta cùng về nhà, ngày Tết mẹ cha chỉ mong có ta. Thanh xuân ta còn thì giờ mẹ cha giờ thì chỉ mong có ta. Em dù gì cho anh qua mùng ba, hẹn ra Hoàng Thành ngày ca, anh nhớ nhà nha. Oh my god, cậu em gì Ba Quy thật là hot, khắp các server anh em tranh giành top. Sẽ đôi hình sao cho đúng gương, hai ba anh em ta chiều hồi thần tương, giải cứu anh nhi ra khỏi hiểm nguy. Pi cả đêm ta lần ngày cuộc này chia làm ba, giáng sơn mình chung một nhà, trong game mình hay đấu đá, xong game lại thương nhau mà ai à. Ủi cái game này hay, kim long liệt tiên trước đây, bảo bối trong dương nhận ngay. Thôi để anh cày chay với mày. Gì đâu buồn huynh ơi, khó mấy cùng quà, chỉ cần mình dũng khí thêm chút thôi mà. Cả năm mình sống xa, ngày Tết nhiều quà, làm sao mình cho OMG Ba Quy, tướng khủng trong tay, chiến ngay hôm nay, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.